Đình Quang thân kính chào quý khán giả của người Việt TV Online. Sau đây là một điểm tin sáng thứ tư ngày 12 tháng 7 năm 2017. Đêm hôm nay tính theo giờ tại thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump sẽ rời tòa Bạch ốc để lên đường trong một chuyến công du ngắn tại thủ đô Paris của nước Pháp. Ông dự trù sẽ đặt chân đến kinh thành tráng lệ của nước Pháp vào sáng ngày mai, tức là ngày sáng ngày thứ năm. Ngay sau khi đến thì ông sẽ có cuộc họp quan trọng với các viên chức cao cấp của tòa đại sứ Mỹ và đồng thời những quan quan chức nước Mỹ mà tháp tùng trong chuyến đi ngày này sau khi họp xong với phái bộ Hoa Kỳ thì tổng thống Donald Trump sẽ có một cuộc họp với tân tổng thống Pháp đó là ông Macron và đôi bên dự trù sẽ thảo luận về những hồ sơ quan trọng đó là tình hình tại Syria nỗ lực chống khủng bố quốc tế cũng như sẽ nhìn lại những cái thành quả đạt được của hội nghị G20 vừa mới bế mạc tại thành phố Hamburg của nước Đức cuối tuần vừa qua sau khi họp với tổng thống macron thì à, à, tổng thống trump và đệ nhất phu nhân melania cùng với tổng thống macron và đệ nhất phu nhân nước pháp là bà brigitte macron sẽ cùng nhau đến thăm à, tượng đài à, tưởng niệm chiến tranh tại nước pháp và bên bảo tàng đặc biệt là sẽ thăm ngôi mộ của à, đại đến napoleon à, đôi bên cũng sẽ đến thăm à, vào ngày thứ sáu này à, để à, tham dự cái buổi lễ kỷ niệm ngày nước Pháp phá ngục Bastille mở đầu cho cuộc cách mạng 1789 được tổ chức tại trên đài lộ saint Đồng lúc với việc mà Tổng thống Trump rời Washington đi thăm Paris thì sáng hôm nay một viên chức cao cấp của tòa Bạch Ốc châu Âu chí biết là Tổng thống Trump đã quyết định rời lại chuyến viếng thăm nước Anh dự trù vào năm 2017 sang năm 2018 mà không đưa ra một lý do nào của cái sự thay đổi thời gian này cả. Đài CNN đã tìm cách liên lạc với phía chính phủ Anh nhưng mà chính phủ London không đưa ra bất kỳ một lời bình luận nào về vấn đề này. Cũng cần nhắc lại là trong hội nghị G20 cuối tuần vừa qua thì Tổng thống Donald Trump đã gặp gỡ báo chí và ông khẳng định rằng ông sẽ đi London. Ông còn nói rằng không có một nước nào ở trên thế giới này có một cái mối quan hệ đồng minh chặt chẽ với Hoa Kỳ như là nước Anh thưa quý khán giả nữ hoàng Elizabeth đề tam trong một bài diễn văn hôm 20, 21 tới tháng 6 vừa qua bà không đề cập đến tên tổng thống Donald Trump trong danh sách của những vị quốc khách sẽ đến thăm London từ giờ tới năm cuối năm 2017 bà chỉ nhắc đến tên của vua và nữ hoàng của Tây Ban Nha cả hai vị đang bắt đầu công du tại London sáng ngày hôm nay người này BBC London cho biết là người ta đã tìm thấy thêm một thi thể của một thuyền nhân Việt Nam tại khu vực tỉnh Sulu ở bên phía nam của Philippines sau khi người này bị bắt từ tháng 2 vừa qua. Trong khi đó thì bản tin của Ngoại giao Hà Nội cho biết là quân đội Philippines đã tung ra một cuộc tấn công nhóm vào, nhắm vào sao huyệt của quân khủng bố Abu Sayyaf tại miền nam Philippines trên tỉnh Sulu và họ tìm thấy thêm một thi thể thuyền nhân Việt Nam nữa. Công dân này theo tin của Bộ ngoại giao Việt Nam thì tên là Trần Việt Văn. Trong khi đó thì Bộ chỉ Huy Philippines nói rằng Trần Việt Văn thuộc một nhóm 6 thuyền nhân Việt Nam đã bị nhà nước hồi giáo khủng bố Abu Sayyaf bắt cóc ngoài khơi của đảo Baguian hồi tháng 2 vừa qua. Thi thể của nạn nhân có rất nhiều vết tích và quân đội Philippines không dám khẳng định rằng liệu ông Trần Việt Văn bị chết là do quân Abu Sayyaf giết hay là đã bị trúng đạn trong lúc một quân đội Philippines tấn công một xào huyệt của cái tổ chức khủng bố này. Cái đây đúng một tuần lễ thì có hai thuyền nhân Việt Nam là Hoàng Trung Thông và Hoàng Văn Hải đã bị quân Abu Sayyaf chặt đầu trên khu vực đảo Basilan. Cả hai thuyền nhân này thuộc một cái nhóm thuyền nhân trên con tàu MV Raya 16 đã bị Abu Sayyaf bắt và đòi tiền chuộc từ tháng 11 năm 2016. Pakistan đã có một thời là một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ nhưng mà dạo sau này vì những lời cáo buộc của chính phủ Mỹ nói rằng Pakistan đang dưng chứa khủng bố cho nên Pakistan đã tìm cách để tiến gần và trở nên một đồng minh thân thiết với Nga và Trung Quốc. Bản tin của CNN cho biết là trong danh sách của 60 tổ chức khủng bố mà Hoa Kỳ liệt kê đó, thì trong đó có 13 tên trong danh sách nằm trong lãnh thổ của Pakistan đặc biệt là trú ẩn trong các vùng đồi núi hiểm trở giữa biên giới Pakistan và Afghanistan. Hai dân biểu cao cấp của Đảng Cộng Hòa đó là ông Ted Bull và ông Dana Rohrabacher đã từng tuyên bố rằng và kết án Afghanistan là một nhà nước đã dung chứa những thành phần khủng bố chuyên tung ra những cuộc tấn công nhắm vào Afghanistan và đồng minh do Hoa Kỳ lãnh đạo trong cuộc chiến hiện nay tại Afghanistan. Trong khi đó thì cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan và Iraq là ông Janway Khalizat thì nói rằng nên đưa Pakistan vào danh sách của những nhà nước mà đang dung chứa và yểm trợ cho những kẻ theo chủ nghĩa khủng bố. Thưa quý khán giả, có một tin vui cho hai thành phố đó là London, thủ đô của nước Anh và Los Angeles của California, Hoa Kỳ là chiều tối ngày hôm qua, ủy ban Thế vận hội quốc tế đã đồng bỏ phiếu không có một người nào chống cả giao cho Paris và London đứng ra đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa hè năm 2024 và năm 2028 tức là hai Thế vận hội mùa hè. Một cái là um, Summer Olympics 2024 và một cái là 28 Thưa quý vị, um, lý do mà Paris và London được nằm trong danh sách này bởi vì theo ước tính để tổ chức Thế vận hội sẽ tốn kém rất nhiều và đòi hỏi những thành phố đứng ra đăng cai phải có những hạ tầng cơ sở cũng như phương tiện tổ chức rất là hùng hậu. cho nên một số quốc gia đã bỏ cuộc không muốn đăng cai nữa. Ủy ban Thế vận hội loan báo cho biết là uh, nếu mà Paris và London không dàn xếp được với nhau rằng uh, thành phố nào tổ chức năm 2024, thành phố nào tổ chức năm 2028, đó thì uh, Ủy ban Thế vận hội sẽ công bố quyết định của mình vào tháng 9 năm nay. Theo ước tính của một tổ chức uh, tên là Oxford uh, Business School, thì cho biết là uh, cái Thế vận hội năm 2016 vừa qua vào mùa hè tại Rio de Janeiro tốn tổng cộng là một tỷ sáu triệu Mỹ kim và như vậy là chỉ có London và là Los Angeles đủ khả năng chi trả số tiền này và có đủ hạ tầng cơ sở để mà thực hiện mà thôi. Tổng thống Donald Trump xin nghe tin này thì sáng hôm nay ông đã gửi ra một cái tweet ông bảo rằng Hoa Kỳ phải làm tất cả mọi sức lực của mình để đem thế vận hội mùa hè về cho nước Mỹ. Cũng liên quan đến Tổng thống Donald Trump thì thưa quý vị tin của đài CNN tôi biết là trong 30 năm vừa qua ông Donald Trump đã phải đối diện với 4.000 vụ kiện pháp lý và một cái vụ cạn kiện mới nhất vừa mới được thông báo sáng ngày hôm nay cái tổ chức đứng ra kiện có tên là Knai First Amendment Institute có 7 người ký đơn ký đơn kiện với một cái lý do họ bảo là tổng thống Donald Trump đã chặn họ không cho họ vào trong cái hệ thống tweet của tổng thống Trump nữa họ nói rằng như vậy tức là vi phạm vào tu chính án số 1, tức là không cho phép công dân Mỹ được bày tỏ cái quan điểm cái suy nghĩ của mình một cách tự do ngay lập tức thì tham vụ báo chí tòa bạch ốc là ông Sin Spicer nói rằng tất cả một cái tweet cho Tổng thống Trump gửi ra phải được xem như đó là một cái lời tuyên bố chính thức mang quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Thưa quý vị, cái tweet mà có ác cao tên là Real Donald Trump thì được 33 triệu 700 ngàn người theo dõi. Trong khi đó cái tweet có tên là POTUS thì chỉ có được 19 triệu 300 ngàn mà thôi. POTUS là chữ viết tắt của President of the United States. Và cuối cùng là tin liên quan đến xe hơi. Nếu mà quý khán giả của người Việt TV Online, người nào lái chiếc Ford, Nissan hoặc là Mazda đời từ năm 2005 cho đến năm 2012 thì phải liên lạc ngay với những công ty um, sản xuất xe này. Bởi vì hãng Takata chuyên sản xuất uh, túi hơi để cung cấp cho Ford, Nissan và Mazda về một đoàn báo cho biết là họ quyết định thu hồi 2 triệu 700 ngàn chiếc túi hơi cung cấp những hãng này chỉ vì lý do trục trặc kỹ thuật có thể dẫn tới uh, nguy hiểm uh, cho người lái xe. Trong thời gian vừa qua thì đã có 17 người chết và 180 người bị thương vì um, túi hơi không an toàn do Tanaka uh, sản xuất gặp trục uh, trặc kỹ thuật. Riêng hãng Nissan thì họ cho biết là trong đợt thu hồi này họ sẽ thu hồi 516.000 chiếc Versa và sedan đời từ năm 2007 cho đến năm 2012. Ngoài ra cũng sẽ thu hồi 6.000 chiếc B-series uh, pickup truck tức là cái loại mà uh, xe tải nhỏ đó sản xuất từ năm 2007 cho đến năm 2009. Quý khán giả nhớ, nếu xe mình là Ford, Nissan và Mazda sản xuất từ năm 2005 cho tới năm 2012, thì liên lạc gấp để thay đổi túi hơi cho bảo đảm an toàn trong lúc lái xe. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một điểm tin sáng ngày mai.